xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý khách hàng đang xem buổi báo giá tổng hợp của em ngày hôm nay trên kênh ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Ở buổi chiều ngày hôm nay em xin phép được lên sóng báo giá tổng hợp những đầu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em. Địa chỉ salon bên em là tại 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện cây xăng Thanh Bình. Bên em chuyên làm xe đẹp, xe không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, bao trích thợ trích an toàn quốc cho khách hàng đến xem xe. Ngày hôm nay salon bên em về thêm những mẫu xe mới, như là một chiếc Tucson 2020 này. Bắt đầu với chiếc này ngày hôm nay luôn. Xe sản xuất 2020, đăng ký biển 92, xe chạy 2 vạn. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 765 triệu. Hyundai Tucson 2.0 tiêu chuẩn, sản xuất 2020. Đăng kiểm chiếc này còn đến tháng 11 năm sau cơ. Đăng kiểm con này còn đến tháng 11 năm sau. Anh chị khách hàng mua về thì mình có thể không cần phải đăng kiểm đến năm sau. Nội thất còn rất đẹp, ngoại thất sơn zin còn theo xe còn 97% là sơn zin theo xe. Đây, và em xin đọc lại thông tin của chiếc Hyundai Tucson này, sản xuất 2020 bản 2.0 tiêu chuẩn. Em đang chào bán đến mức giá là 765 triệu, là form mới rồi, màn hình bay trên táp lô. Siêu lướt, siêu chất. Tiếp tục sang bên này là một con hàng Hyundai nữa. Em đã giới thiệu luôn một chiếc Hyundai Kona, là một dòng xe CUV hạng B, bé hơn Tucson một chút, cũng là 5 chỗ ngồi gầm cao. Con này thì phù hợp hơn ở trong đô thị. Sản xuất 2019 bản cao nhất 1.6 turbo. Thì hiện tại em đang chào bán chiếc này với giá là 665 triệu. Xe chạy hơn 2 vạn. Ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Chống trơn trượt, ghế chỉnh điện, trang cảnh báo điểm mù cũng được trang bị đầy đủ trên chiếc Kona này. Em Kona này thì đăng ký biển là 61 Bình Dương. Chủ đã lên cho em nó là lót bọc trần và dán kim cách nhiệt đầy đủ hết rồi. Đây là cái giá mà em mua được gần đây, khá là rẻ, cho nên em sẽ bán lại cho anh chị khách hàng rẻ thôi. Còn trước kia thì em sẽ bán con này với mức giá tầm 680-690. Hiện tại bây giờ thì em sẽ bán là 665 triệu. Dạ, tất cả các giá em sẽ đọc là giá bao hồ sơ, giá chỉ bao rút hồ sơ thôi. Hoặc là anh chị có thể làm không quen, sang tên thì em sẽ có liên kết dịch vụ để làm cho anh chị, và anh chị sẽ trả tiền cho bên dịch vụ đấy. Đấy, và em xin đọc lại thông tin của chiếc Kona này. Xe sản xuất 2019, bản cao cấp nhất 1.6 turbo. Hiện tại em đang bán chiếc này tại cửa hàng với mức giá là 665 triệu. Thế tiếp tục bên này là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nữa, trùng phân khúc với Hyundai Tucson, một chiếc Mazda CX-5, sản xuất 2016 bản 2.5. Bản 2.5 anh chị nhá. Đây, và giá chiếc này là 685 triệu. Xe đăng ký biển 90 Hà Nam, chạy chuẩn 5 vạn 1. Chiếc này thì em cũng đã có video chi tiết trên kênh của em rồi, anh chị khách hàng cứ nhấn vào và xem thôi. Đấy, sẽ có chi báo giá chi tiết và chi tiết ngoại thất, nội thất. Em sẽ có video chi tiết ở trên kênh rồi. Nội thất rất đẹp. Xe đăng ký biển 90 Hà Nam, một chủ từ mới, chạy chuẩn 5 vạn 1. Chủ đi rất là giữ xe. 685 triệu cho em Mazda CX-5 bản 2.5 này, một cầu số tự động. Đây, chiếc xe mà nhiều anh chị mong chờ đây. Một chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng đời 2016, bản cao cấp nhất của máy xăng 2.4, hai cầu số tự động. Xe đăng ký biển 61, xe đăng ký biển 36 Thanh Hóa, bản 2.4. Đấy, xe chạy 6 vạn, chủ đi cực kỳ giữ gìn. Chiếc này thì đã lên cam 360 rồi, dán phim đầy đủ, bọc sàn.
cũng đầy đủ hết rồi. Các phần da, táp bi, táp lô cửa thì rất đẹp, rất là mới. Tuy là đời 2016 đến giờ nhưng mà chủ đi rất là giữ xe. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Vì là phiên bản cao cấp nhất cho nên là tính năng an toàn theo xe cũng là nhiều nhất, cực kỳ nhiều tính năng. Vâng, xin đọc lại thông tin của chiếc Hyundai Santa Fe này. Xe sản xuất 2016, bản cao cấp nhất máy xăng. Em đang chào bán với mức giá là 780 triệu. Báo giá tổng hợp thì em sẽ chỉ quay qua xe và đọc qua giá thôi. Anh chị nào cần chi tiết hơn thì cứ nhấp vào kênh của em. Em sẽ có video chi tiết về từng chiếc xe một rồi. Chiếc Vios này thì em đã bán về cho khách Hải Dương rồi. Bấm ra quả biển khá là đẹp, 48484. Em sẽ không quay nữa. Đây, sang bên này là một mẫu xe hạng B, trông phân khúc về chiếc Vios. Một chiếc Hyundai Accent số sàn đời 2019 bản đủ. Con này là số sàn bản đủ cho nên là giá em này là 410 triệu. Xe đăng ký biển là 79 Khánh Hòa, chạy chuẩn 4 van. Ngoại thất màu đỏ cực kỳ đẹp, nội thất đã được chủ cũ bọc lên ghế da hai màu là màu kem và màu đen. Được trang bị là đề nổ thông minh và màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, chỉ với 410 triệu đã có ngay một chiếc Hyundai Accent số sàn bản đủ đời 2019 rồi. Đấy, trước này em vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Anh chị nào quan tâm đến các thủ tục vay vốn hay là cần em tư vấn cái gì thì có thể liên hệ với em qua số hotline 0978 607 555 để được em tư vấn kỹ hơn về các thủ tục vay vốn hay là về các vấn đề về xe. Đây, tiếp tục trên này là một mẫu xe sedan hạng C nữa, đến từ thương hiệu Toyota. Một chiếc Corolla Altis đời 2014, đăng ký 2015. Xe chạy chuẩn 5 van. Chiếc này thì bên em đang chào bán là 538 triệu. Cực kỳ bền bỉ, nồi đồng cối đá, cũng rất là giữ giá. Chiếc này là form mới rồi, chìa vẫn là chìa cơ, có màn hình cam lùi, hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động vô cấp, sử dụng động cơ 1.8G CVT. Nội thất hơi đơn giản nhưng cũng vì thế rất là bền, bởi vì là không có cái đồ gì để hỏng cả. Đi cũng không phải lo nghĩ nhiều, giữ giá chỉ 538 triệu cho em Corolla Altis sản xuất 14, đăng ký 15, form mới này. Đời 24 giữ được như thế này đến giờ không có gì để chê rồi. Tiếp tục bên này là một mẫu xe đàn anh của Corolla Altis, một chiếc Toyota Camry đời 2014, xe đăng ký biển 30 Hà Nội, chạy chuẩn 7 van. Chiếc này thì em đang bán là 740 triệu. Anh chị khách hàng về xem xe trực tiếp thì em vẫn bớt cho thêm nữa. Đây ạ, ngoại thất màu đen, nội thất ghế da cũng màu đen luôn. Là phiên bản 2.5Q nên là tính năng theo xe cực kỳ đầy đủ, như là 4 ghế điều chỉnh điện này, đề nổ thông minh, vô lăng chỉnh điện 4 hướng, cảm biến quanh xe, điều hòa tự động 3 vùng và bệ tì tay điều khiển phía sau. Đây là những cái trang bị độc quyền mà chỉ có trên Camry Q mới có thôi. Các bản thấp hơn thì nó sẽ không có đâu. Xe sản xuất 2014 bản 2.5Q. Giá rơi vào tầm loanh quanh đâu đấy 700. Anh chị cứ về xem xe, em sẽ bớt cho thêm nữa. Xe chạy 7 vạn, đăng ký biển 30 Hà Nội, một chủ từ đầu. Tiếp tục là màu đen nhưng mà là phân khúc xe thấp hơn, phân khúc hạng C. Em vẫn còn một chiếc Kia Cerato số tự động bản 1.6 đời 2017, xe đăng ký biển 99 Bắc Ninh. Đây, và giá em này là 510 triệu. Nội thất nó không có gì để quay, Cerato em quay rất là nhiều rồi.
ghế chỉnh điện, ghế nhớ. Các tính năng này thì lên bản là Luxury đời mới nó sẽ cắt đi hết, nó không giữ lại như là ghế nhớ hay là sạc tự động không dây, lấy chuyển số trên vô lăng, là các phiên bản xe mới nó sẽ cắt đi. Đầy đủ tiện nghi, khoang ngồi rộng rãi, đi gia đình dòng này cực kỳ là hợp lý. Đấy, và 510 triệu cho em Kia Cerato số tự động đời 2017 này. Đây bên này, anh chị nào thích Cerato số sàn em cũng có luôn. Hai chiếc Cerato số sàn màu vàng cát, trung đời và trung giá, đời 2018 và giá là 440 triệu. Rất đẹp. Số sàn, tuy là số sàn thôi nhưng mà tính năng cũng có trang bị đầy đủ. Có sạc tự động không dây, màn hình cam lùi và cảm biến sau đầy đủ hết. Có ga tự động. Và điều chỉnh chế độ vô lăng. Đấy, chỉ với 440 triệu thôi, 2018 số sàn. Đây, tiếp tục là màu vàng cát thì bên này em đang còn một chiếc Mazda 3 số tự động đời 2016 bản 1.5. Đấy thì hiện tại em đang bán chiếc này với mức giá là 490 triệu đồng. 490 triệu cho em Mazda 3 màu vàng cát này. Mazda đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, form dáng mẫu mã cũng rất là đẹp. Tính năng theo xe cũng gọi là đủ dùng, đáp ứng đủ nhu cầu của người Việt. Đấy, chỉ với mức giá là 490 triệu thôi. Đấy, cho em Mazda 3 2016 bản 1.5 này. Đấy, bên này, ngoài này là 3 mẫu xe hạng C. Đấy, bắt đầu luôn với một chiếc Kia Cerato số tự động đời 2018 bản 1.6. Hiện tại bên em chào bán chiếc Cerato này với mức giá là 550 triệu. Kia Cerato số tự động. Còn bên này là một chiếc Hyundai Elantra số tự động form 2018. Sản xuất con này thì sản xuất 2016, form này thì nó sẽ sử dụng đến 2018 cơ. Đấy thì chiếc Elantra này thì em đang chào bán với mức giá là 490 triệu, sản xuất 2016, bản hàng 1.6 số tự động. Nội thất ghế da màu kem, 3 chế độ lái đề nổ thông minh. Màn hình cam lùi là nguyên bản theo xe đầy đủ hết rồi. Bọc táp bi, chống chảy xước này. Elantra tuy là khoang ngồi có thể không rộng bằng Cerato, tính năng không nhiều bằng, nhưng mà bù lại cái cảm giác lăn bánh trên đường rất là khác biệt, đi rất là sướng. Anh chỉ với mức giá là 490 triệu thôi, 2016 bản 1.6. Đây, còn anh chị nào thích form mới số sàn em cũng có luôn, là một chiếc Elantra form mới số sàn 2019, xe đăng ký biển 15 Hải Phòng, chạy chuẩn 2 vạn. Chiếc này là form mới, đèn được vuốt nhọn hơn và phần đuôi được chỉnh chu hơn. Đây, phần đuôi phẳng và nút mở cốp ẩn sau logo rất là hiện đại, rất là đẹp luôn. Không phải ở con kia thì nhìn sẽ mạnh mẽ hơn, còn con này sẽ nhìn hiện đại hơn và phá cách hơn. Nội thất là ghế da màu kem. Nguyên bản của các dòng Hyundai số sàn sẽ là ghế nỉ, nhưng mà chiếc này chủ cũ đã lên cho em nó là bộ ghế da màu kem rồi, đỡ đi được mình chi phí phần nào. Đề nổ thông minh thì vẫn được giữ nguyên. Và màn hình cam lùi nguyên bản theo xe cũng đầy đủ, cần số vô lăng và rất là đẹp. Đấy, và giá cho bán chiếc này là 505 triệu. Rất đẹp, 2019 form mới. Xe đăng ký biển 15 Hải Phòng. Và sang chiếc xe hạng D cuối cùng trong ngày hôm nay. Đây là một chiếc Mazda 6 bản 2.0 Premium, là phiên bản cao nhất của 2.0, cho nên là có những tính năng mà chỉ có những bản Premium mới được trang bị. Có thể kể đến như là hắt kính, rồi là hỗ trợ giữ làn đường,
Đấy thì chiếc xe này là sản xuất cuối 2017, đã có chỗ đặt phanh tay điện tử rồi. 2017 bản 2.0 Premium. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc Mazda 6 này với mức giá là 720 triệu đồng. Xe đăng ký biển 34 Hải Dương, một chủ từ mới. Đây, mức xăng tiêu hao nhà sản xuất đưa ra là 5,6 lít trên 100 cây. Có tin được không ạ? Với một mức dòng xe hạng D 2.0. Đây là máy Mazda thì có thể là như thế đấy. Đây, và em xin đọc lại thông tin của chiếc Mazda 6 này. Xe sản xuất cuối 2017, đã có phanh tay điện tử rồi. Bản 2.0 Premium. Em đang chào bán với mức giá là 720 triệu đồng. Đây là tất cả những mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng bên em. Anh chị khách hàng nào đang quan tâm mẫu xe nào mà em chưa kịp giới thiệu rõ thì có thể liên hệ với em qua số hotline 0978 607 555. Cứ gọi điện vào hoặc là kết nối Zalo với số đấy, em sẽ gửi chi tiết từng mẫu xe và thông tin của chiếc xe đấy. Hoặc anh chị khách hàng nào có thể thời gian rảnh thì có thể ghé qua địa chỉ 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để mình có thể xem xe và thương lượng giá cả tốt nhất. Em có thể giới thiệu xe nhưng mà các anh làm việc, các anh chị làm việc thì sẽ làm việc với chị Hiền. Bên em ở 166 Trường Chinh, đối diện cây xăng Thanh Bình. Đi lại bình thường, không có chốt chặn đâu, các anh chị cứ hoàn toàn yên tâm khi mà về cửa hàng bên em xem xe nhé.